Đường đi tái khám đến bệnh viện đại học bây giờ. Đây là ngã tư Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2. Cuối cùng đèn đỏ đã hết. Vô bệnh viện đại học bây giờ ở đường Hồng Bàng. Đây là cái thạch chính của bệnh viện đại học bây giờ. Đi lên lầu để đăng ký khám bệnh theo sắp xếp mới của bệnh viện. Thứ hai đông khủng khiếp. Đây là thang máy đứng chờ ở bệnh viện từ lầu 1 lên. Quan sát thôi, không có đi. Bây giờ cũng không được quay phim chụp hình cho nên chỉ quay bên ngoài thôi. Kết quả là tốt, tái khám là bác sĩ đã cho kết quả là không có gì trở ngại, càng ngày càng tiến triển. Đứng ngoài bệnh viện quay lại cho biết mình đã từng đến đây vào ngày thứ hai. Đây là khung cảnh bệnh viện Hồng Bàng, xong rồi không có mua thuốc theo chế độ bảo hiểm cho nên phải ra nhà thuốc tư nhân này. Là bên cạnh bệnh viện đại học Y Dược phường Hồng Bàng. Khu A bệnh viện đại học Y Dược. Trong một buổi sáng đi tái khám ở bệnh viện đa khoa. Trên
tiền đi về nhà.